Chúng ta sẽ tiếp tục sang bài học số 7, đó chính là ứng dụng DRC vào hôn nhân vợ chồng và tìm bạn đời như thế nào. Thì cái việc mà các ứng dụng DRC vào việc tìm bạn đời của mình thì là một việc rất là đúng đắn các bạn. Bởi vì ngoài việc các bạn áp dụng những cái kiến thức liên quan như thần số học, tử vi học, sinh trắc vân tay, thì các bạn nên ứng dụng DRC để tìm cho mình một người bạn đời phù hợp. Bởi vì chỉ khi mà hiểu rõ tính cách của nhau thì cái việc mà giải quyết xung đột nó mới dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay chính là chia sẻ điểm về các bạn ứng dụng DRC để làm sao cho các bạn tìm được người bạn đời phù hợp của mình như người yêu, đó, bạn trai, bạn gái. Thì đối với nhóm D, trong hôn nhân, kể cả nam hay nữ, thì thường thường họ là người lãnh đạo. Họ là người luôn luôn quyết đoán và luôn luôn thích giải quyết vấn đề. Thách thức của bạn khi mà yêu những người như vậy thì có thể là họ sẽ là người trở nên thích kiểm soát và cũng như là luôn luôn thiếu sự kiên nhẫn. Nên khi mà bạn quen được một người bạn trai hay là một người bạn gái thì bạn nên hiểu và tôn trọng sự quyết định của họ, đồng thời giúp họ học cách kiên nhẫn và lắng nghe. Đối với những người nhóm Y, khi mà bạn quen những cô nàng hay anh chàng nhóm Y thì thường thường họ là những người giao tiếp hoạt ngôn rất tốt và họ cũng là người có khả năng thuyết phục rất là cao. Và cái thách thức của bạn khi mà yêu hoặc là quen những người nhóm Y đó chính là họ là người thiếu tổ chức và đôi khi họ thiếu sự chú ý đến những cái chi tiết. Thì lưu ý của mình chia sẻ đến với các bạn đó chính là bạn nên khuyến khích sự sáng tạo và giao tiếp, đồng thời giúp họ tổ chức và lên kế hoạch cho họ. Đó là đối với những người nhóm Y. Vui chơi thì có thể là rất là thoải mái, nhưng để mà vô tổ chức thì không có thể là ai bằng nhóm Y được. Còn đối với nhóm C, khi mà bạn mong muốn tìm hiểu hoặc là yêu một người nhóm C thì bạn nên kiên nhẫn. Bởi vì nhóm C là những người họ có ưu điểm rất lớn là sự kiên nhẫn. Nếu như bạn là người không kiên nhẫn thì bạn sẽ không thể nào yêu được những người nhóm C. Và họ là những người rất đáng tin cậy và họ có sự hỗ trợ rất tốt. Họ luôn luôn trở nên cứng nhắc và cũng như là đôi khi phân tích cái điều gì đó nó hơi thái quá. Thế nên khi mà yêu những cái người nhóm C thì bạn phải đánh giá cao cái sự chính xác của họ và giúp họ linh hoạt hơn trong mọi tình huống. Tức là nhiều khi trong một cái sự việc nào đấy, nếu như bạn yêu những người nhóm C, bạn không hiểu họ là người nhóm C thì rất có thể bạn sẽ đánh giá họ là một người chậm chạp và đôi khi là cổ hủ. Thì khi mà hiểu được rằng là người bạn đời mình đang tìm hiểu họ là người nhóm C thì hãy giúp họ linh hoạt hơn trong mọi tình huống. Bởi vì nếu như bạn là người nhóm Y mà yêu người nhóm C thì đôi khi bạn sẽ thấy những người nhóm C rất là chậm. Đối với những người nhóm F trong hôn nhân thì sao? Ưu điểm của họ cũng là người kiên nhẫn, đáng tin cậy và là người hỗ trợ cực kỳ tốt. Còn về thách thức đối với những người bạn đời hoặc là những người bạn đang yêu đối với những người nhóm S đó chính là họ luôn luôn né tránh mọi xung đột hoặc thay đổi bất chợt. Tức là khi mà cãi nhau thường là người nhóm Y, nhóm D bạn luôn luôn là cố gắng là cãi nhau đến cùng để mà cho mọi chuyện nó ra ngô, ra khoai. Nhưng đối với nhóm S thì họ sẽ luôn luôn né tránh mọi vấn đề, chỉ cần cãi nhau thôi. Bởi vậy nên khi mà bạn có quen được người nhóm S thì bạn hãy nên tôn trọng cái sự ổn định của họ và giúp họ đối mặt với xung đột một cách tích cực. Bởi vì khi mà bạn có trong mình cái người nhóm D và người nhóm Y thì bạn sẽ luôn luôn hùng hổ ăn tươi nuốt sống những cái người nhóm S và người nhóm C. Thì ngày hôm nay nếu như bạn đã hiểu được người bạn đời đang tìm hiểu là người nhóm S rồi thì hãy cố gắng biến xung đột đó trở nên tích cực nhất có thể. Về tính ứng dụng DRC trong giao tiếp thì đối với những người nhóm D thì bạn hãy giao tiếp trực tiếp và rõ ràng, đừng vòng vo hay né tránh vấn đề. Đối với những người nhóm Y là hãy tạo không khí vui vẻ, tích cực và hãy khuyến khích họ bày tỏ cảm xúc. Đối với những người nhóm S
Bạn hãy cố gắng lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm, tránh gây áp lực thay đổi quá nhanh. Còn đối với nhóm C, thì bạn hãy cung cấp thông tin chi tiết và logic. Hãy tôn trọng những quy tắc và sự chính xác của họ. Sau đây chính là cách giải quyết xung đột. Đối với nhóm D, khi mà bạn quen được một người yêu, người chồng, người vợ là người nhóm D, thì hãy tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì chỉ trích cá nhân. Đó, đừng có lan man, đừng có vòng vo. Còn đối với nhóm Y thì sao? Thì bạn hãy tạo cái không gian để thảo luận nó cởi mở hơn và tránh làm họ cảm thấy bị phớt lờ. Khi mà bạn đang có cô người yêu nhóm Y, anh người yêu nhóm Y mà cái xung đột của hai người đang xảy ra rồi mà bạn làm nó trở nên tiêu cực, cái không gian bao trùm tiêu cực, thì cái cuộc xung đột đó nó sẽ không bao giờ có thể là hết được. Bởi vậy nên hãy tạo không gian cho mình với cả người bạn đời của mình một không gian cởi mở, và hãy tập trung vào họ, tập trung thực sự vào họ để làm sao cho họ là tâm điểm. Còn đối với người nhóm S thì bạn hãy tạo cho họ cảm giác được an toàn, ổn định trong quá trình giải quyết xung đột. Nhóm S cực kỳ ghét xung đột hay cãi vã. Bởi vậy nên khi mà bạn đang mong muốn là giải quyết được một vấn đề gì đó thì hãy cố gắng làm sao khi mà mong muốn là giải quyết thì hãy giải quyết trong êm đẹp, trong hòa bình. Còn đối với những người nhóm C, khi mà bạn giải quyết xung đột thì bạn hãy sử dụng lời lẽ, lý lẽ và dữ liệu để thảo luận và đảm bảo rằng mọi quyết định đều có căn cứ rõ ràng. Đó là cách giải quyết xung đột trong bốn nhóm DISC mà bạn cần phải lưu ý. Còn đối với tìm bạn đời, thì đối với những bạn đời như nhóm D, khi mà bạn mong muốn là tìm được một cô gái nhóm D hay là một anh chàng nhóm D, thì bạn phải tìm những cái người mà họ luôn luôn có sự quyết đoán và bản thân họ luôn luôn làm việc độc lập. Thì khi vậy, bạn sẽ tìm được những người nhóm D. Người nhóm Y là họ luôn luôn tìm một người đánh giá cao sự nhiệt tình và giao tiếp của họ. Bởi vậy nên khi mà bạn đang mong muốn tìm được một người nhóm Y thì hãy tìm ở nơi mà đang có sự náo nhiệt, có những buổi chơi vui vẻ, thì đa phần nơi đó là những người nhóm Y tập trung. Những người nhóm S là họ luôn luôn tìm được sự ổn định, sự tôn trọng, sự đáng tin cậy. Thì khi bạn mong muốn tìm được người yêu của mình, những người nhóm S này thì tìm ở đâu? Đó chính là tìm ở những nơi giúp đỡ người khác, ví dụ như hỗ trợ hoặc là nấu cháo cho những người bệnh nhân ở bệnh viện ca, hoặc là những môi trường mà đang có quỹ từ thiện, thì đó là những cái nơi mà người nhóm S họ hay tập trung. Còn những người nhóm C là những người họ luôn luôn thích sự đánh giá cao, sự chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận của họ. Thì bạn mong muốn tìm được những người nhóm C này ở những nơi mà liên quan đến kỹ thuật, ví dụ là những cái người làm IT, những người lập trình viên hay những người sửa chữa. Nơi đó tập trung rất nhiều người nhóm C. Và mình mong những gì mà mình vừa chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể là áp dụng được vào trong hôn nhân, trong vợ chồng, trong việc tìm bạn đời của mình. Sao cho tìm được đúng người. Ví dụ bạn là người nhóm Y mà bạn mong muốn tìm được người nhóm S, nhóm C, nhóm D ở đâu, thì như vừa rồi chính đã chia sẻ với các bạn. Và chính chúc các bạn sẽ tìm được một nửa kia phù hợp với bản thân mình nhé.